Chào mọi người, quay lại với một video nữa của The Erosion Violin. Và hôm nay thì nhân tiện mình mới có một cái đàn mới cũng test thử qua hơn một tuần. Thì mình sẽ muốn review cho các bạn coi dây đàn. Nói review thì cũng không đúng, mình chỉ muốn các bạn test thử âm thanh, nghe tiếng trước. Để ai có nhu cầu muốn đang kiếm cái đàn hoặc là đang muốn mua hoặc là đang gì đó thì các bạn có thể nghe được tiếng của nó trước khi các bạn và biết được ngoại hình của nó trước khi các bạn quyết định là mua hay không mua cái đàn này. Thì cái đàn mà mình đưa cho các bạn xem hôm nay á là cây đàn có tên là Oriental Cherry đó, như các bạn thấy trên màn hình ha. Thì model của nó là W850S. Thì những cái model như là W này thì các bạn có thể thấy trên rất là nhiều cái loại đàn, mà đa phần ví dụ như là những cái đàn Nhật, cái nhãn hàng Morris maybe đó, thì nó khá quen. Nếu nhắc tới những cái thương hiệu đàn quen như Morris hay là Yamaha hay là Taylor, những cái đó thì các bạn sẽ dễ quen biết hơn hơn là cái hãng Oriental Cherry này, vì bản thân mình tìm kiếm trên mạng cũng không có nhiều thông tin lắm đó. Thì như mình hay nói với mọi người đó là khi các bạn lựa chọn một cây đàn để chơi á, thì cái yếu tố các bạn lựa chọn đầu tiên thì mình nghĩ là các bạn chọn nó phù hợp với cái thể loại nhạc mà các bạn thích. Ví dụ như các bạn thích những cái nhạc hơi lớn hay đứng một chút xíu đi, thì mình hoặc mà nó lãng mạn, nó thiên về lãng mạn và nó thiên về ấm áp, thì các bạn chọn những cái đàn classic thì nó phù hợp hơn để chơi dây nylon, và các bạn có được cái bảng của cái fret á, thì nó dễ để cho mọi người bấm hợp âm này kia và nó nhẹ hơn cho các bạn nữ này hay là gì đó, chuyển dây nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà các bạn nào muốn chơi strumming nhiều, vỗ lên thùng đàn hay là kiểu chơi strumming nhiều thì các bạn có thể chọn cây acoustic với dây sắt như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn, nghe tiếng nó đanh hơn thì nó vui tươi năng động hơn đó. Đối với cái đàn mình cầm trên tay này thì trước hết thì mình cho mọi người coi cái ngoại hình của nó trước ha. Thì phần phía mặt trước á, nó finish là sơn bóng, nhìn màu có vẻ hơi trong hình thì lúc nào lúc mình mua nhìn trong hình mình cũng thấy nó hơi tối, nói thật là nó hơi tối và nó không có sáng như những cây mà mình hay thấy như Morris này kia. Các bạn có thể thấy được cây Morris đằng sau của mình á, cái màu nó cũng tương đồng, gần như là tương đồng với cái cây màu này vì ánh đèn chiếu thẳng vào, chứ nếu các bạn chụp hình ở ngoài á, thì rõ ràng là thấy cái màu nó hơi khác với Morris một chút xíu, đó. Mặt hông có vân gỗ rất là đẹp ha, chạy dọc theo theo sườn. Và mặt lưng đây mình rất là thích cái mặt lưng của nó. Khi người ta hoàn thiện cái mặt lưng của nó rất là đẹp, mặc dù hình như theo mình biết là cái vật lưng này không phải là gỗ cẩm, nhưng mà những cái vân gỗ như vậy á, thì các bạn chỉ đa phần là thấy những cây classic rất đắt tiền, nó rơi vào tầm giá khoảng 40 triệu đổ lên, và thường là những cái luthier người Nhật hay là người Tây Ban Nha này khi họ làm thì mới được cái vân gỗ như vậy đó. Thì cây mình đang cầm đây á, là nó dành cho bậc intermediate, những cái người chơi trung cấp lại cũng chơi được 2-3 năm gì đó hoặc là hơn thì chế phù hợp với cây này. Về cái mà mình nghĩ là mọi người nên quan tâm đó là cái action của một cái cây đàn, nó cho các bạn bấm bấm nhẹ hay bấm nặng, nó còn phụ thuộc vào cái dây nữa. Tuy nhiên á, thì setup của cái cây đàn Oriental Cherry này á, thì cái action nó đã thấp sẵn rồi đó, mọi người có thể setup dây gì cũng được. Tuy nhiên á, mà các bạn một số bạn mà chơi lâu trên đàn với kiểu chơi fingerstyle hay chơi gì đó tập cũng như vậy, các bạn có thể mua những cái dây mà có cái kích thước dây nó nhỏ thì chơi nó đỡ đau tay hơn đó. Ok thì cái dây đi theo đàn lúc mà mới mua là dây đá Rio đó, và mình sẽ để cho các bạn coi một thông số về gỗ ở dưới phần description cũng như các cái hình ảnh chụp cái đàn ở ngoài đời thật.
các bạn thấy ha, dán đàn cũng là dán red note, dán full đó, tùng đầy. Mình thường là mình thích những cái cây dán tùng đầy, nó vừa làm cho cái chất âm của bạn dày hơn là một, mà nó cũng làm cho nó cân đối cái đàn á, đối xứng. Mình thích cái sự đối xứng, cho nên là cái dán này nó sẽ phù hợp với những ai muốn có tiếng đanh nhưng mà cái đàn nó cũng có vẻ rất là cao cấp maybe đó. Thì cái đó tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe tiếng từng dây một trước, để các bạn nghe được cái âm thanh của nó, rồi mình sẽ mình sao ha. Cái này nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là so với những cái mình chơi luôn nha, kể cả trên Morris cũng vậy, Morris mà những đề thấp á, thì nó cũng không sẽ không có cái này, đó là cái sự cân bằng giữa dây treble, phần treble và phần bass rất là tốt. Người ta làm phần này rất là tốt, thì tiếng 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 bass mà tiếng dây mi đi nghe nó cũng rất là đanh và nó rõ ràng đó, sáng. Và dây mi treble cũng vậy, không quá đanh ha, và nó vẫn nghe rõ. Rồi ok, mình thử một số cái hợp âm cơ bản trước để mọi người nghe cái âm thanh nó dễ quen ha. Tất cả những hợp âm thường các bạn thấy thì chơi cái đàn này nó rất là có chiều sâu. Và âm thanh á, mặc dù đây là âm thanh mộc nhưng mà các bạn nghe thì nó có cái reverb, nó có cái reverb và nó rất là giống với khi các bạn cắm vào những cái âm ly và chỉnh nó ra trên đàn. Thì thường cái này nó khó để kiếm một cái đàn như vậy vì thứ hai lý do. Thứ nhất á, nếu các bạn mua đàn mới á, thì nó cần phải có thời gian để gỗ nó gọi là nó vỡ tiếng ra thì nó mới có được cái tiếng đanh như vậy. Cái thứ hai á, kể cả những cây đàn mà nó thuộc là kiểu lâu đời hơn như là loại violin chẳng hạn, thì nó cũng cần thời gian để nó có được cái tiếng reverb này. Đó là điều mình cảm thấy bất ngờ vì cây này, thì mặc dù cây này là một cây hang pháp từ Trung Quốc, một cái thương hiệu của Trung Quốc, nhưng mà nó được làm bằng tay, làm thủ công thì tiếng nó rất là tốt. Thử strumming á. Ok, mình cũng tiết lộ giá luôn, đó là cây này các bạn mua mới nó chỉ đâu đó khoảng tầm 5 thôi, 5 triệu. Thì nó có một cây mới, tuy nhiên á, những cái cây mà mình đã cầm thử qua, ví dụ như những cây Taylor chẳng hạn, giá có thể cao hơn rất là nhiều. Thì như mình nói ban đầu á, những cây acoustic á, thì thường từ cái mức giá 5 triệu đó lên á, cái sự thay đổi của nó về âm thanh nó không có nhiều. Nó không giống như classic. Classic các bạn chơi á, thì cái mức độ mà chênh lệch về âm thanh của những cây dù 5 triệu với 50 triệu nó khác nhau nhiều lắm. Đó. Thì tuy nhiên mình thấy cây này với những cây Taylor khác á, thì nó cũng không có gì chênh lệch nhiều lắm về âm thanh, các bạn có thể cầm và cảm nhận thử. Thì đó là cái đàn mình mới cho các bạn hôm nay.
thì các bạn có thể check cái phần description để coi những cái hình ảnh mình chụp ngoài đời và cũng như là thông số gỗ của cái cây này đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Có hỏi gì các mọi người cứ đặt câu hỏi gì đó mình sẽ trả lời mọi người ha. Ok, bye.